đầu chơi bộ môn này. Rồi một lần tình cờ mình đi nước ngoài ở triển lãm cái cảnh thì mình thấy cái gian hàng xứ này rất là đẹp nên là mình đã mua và để tập chơi bộ môn xứ cảnh này ha. Bản thân mình là một người rất là thích động vật nên khi mà mình bắt chợt mình thấy một cái loại động vật dạng như con xứ này thì mình cảm thấy rất là dễ thương. Không ai nghĩ là xứ có thể nuôi trong những mô hình nhỏ như này, mini tại nhà như thế này nên bản thân mình cảm thấy rất là lạ. Và đương nhiên mình nhìn mình thấy thích, mình thấy nó đẹp nữa thì mình mới nuôi. Bộ môn này thì tối thiểu phải đầu tư một cái bể chuyên dụng. Bể chuyên dụng này thường là nó hay lắp đặt là có đèn led tùy chỉnh màu cho đẹp. Tại mấy cái suối này thì khi mà mở đèn led lên nó chiếu vào rất là đẹp. Cái hồ suối là phải có thổi luồng nước để tạo một cái dòng chảy tuần hoàn nhẹ cho các bé suối bơi theo. Và một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khác là phải có cái bộ phận lọc nước. Thực ra nếu mà con suối này mọi người cung cấp đủ cho nó mát nè, với cái nước lọc đồ, chọn cái hồ lọc đồ tốt á, thì cái việc chăm sóc nó cũng nhẹ, không có gì phức tạp. Có một ngày em rảnh nè, em tới em xịt cho nó miếng đồ ăn một hai cử là được. Rồi một tuần, nếu mà sử dụng hồ tầm trung thì một tuần thay nước định kỳ một lần.